Mất bao nhiêu lâu thì mới xài hết sạch một cục tẩy? Một cục tẩy lúc nào cũng sẽ bị đâm, bị xé và bị hủy hoại trước khi nó được sử dụng hết. Chưa từng có ai xài hết một cục tẩy nên là mình sẽ là người đầu tiên làm như vậy. Mình mua một cục tẩy lớn và bắt đầu tẩy. Sau 5 phút thì mình nhận ra rằng việc này khó hơn là mình nghĩ. Cục tẩy chỉ mất đi một tí xíu. Sau 15 phút ngồi tẩy thì vẫn không có gì đáng kể. Mình miệt mài tẩy thêm một lúc nữa. Lúc này tay mình đã khá mỏi, nhưng cứ theo đà này thì phải mất 3 ngày mới xài hết cục tẩy này. Nhưng mình đã nghĩ ra một cách, mình sẽ sử dụng tờ giấy nhám này. Mình thử tẩy và nó nhanh hơn nhiều so với giấy thường. Nhưng vậy là chưa đủ, vẫn cần rất nhiều thời gian và sức lực để tẩy hết cục tẩy này. Mình tẩy một cách dã man, tay phải mỏi thì đổi sang tay trái mỏi thì đổi lại tay phải. Cục tẩy ngày càng ngắn lại, còn lại 3/4, 1/2, 1/4 và đến lúc cục tẩy chỉ còn là một viên nhỏ. Cục tẩy càng lúc càng nhỏ lại và sau 2 tiếng tẩy một cách tàn bạo thì cuối cùng. Và bài học mình rút ra là có câu mời sách của ngày trai tây.